chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại ngôi sao Tín Tài. Thì như các anh chị cô chú bác mà chúng ta đang có thời gian tìm hiểu về cái sản phẩm sức khỏe thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cái sản phẩm Minh Hiêu này. Cái sản phẩm Minh Hiêu này, nếu như mọi người mà nghĩ đến việc mà bồi bổ ấy, đầu tư cho sức khỏe của chúng ta chưa tìm hiểu cái sản phẩm Minh Hiêu này ấy, thì chắc chắn là sẽ là một sự thiếu sót rất là lớn. Tại vì Minh Hiêu ấy, nó là đứng đầu trong bốn thường thực dược các bạn nhé, bồi bổ nâng cao sức khỏe con người rất là hiệu quả. Và cái thành phần dinh dưỡng ở trong Minh Hiêu thì nó rất là tốt. Thì trang trại Tín Tài cũng là một trang trại lớn mà đi đầu trong cái việc nuôi hiêu lấy nhung. Mọi người cứ đăng ký kênh để ở bên kênh YouTube này, trang trại có rất nhiều video chia sẻ về cách nuôi và cũng như là cách chăm sóc như thế nào, cách chọn nhung, cách làm nhung, chế biến như thế nào thì trang trại làm cũng rất là nhiều. Đấy, thì cái sản phẩm chính của trang trại là nhung hiêu tươi. Và cái cặp nhung này là cặp nhung Tài nói luôn là cặp nhung 7.1 lạng. Trang trại đã làm sạch lông, rửa sạch rượu trắng và chuẩn bị cho vào bình ngâm cho anh Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, anh Tuấn là khách quen ở trang trại, vì vậy nên là anh chuyển khoản trước và nhờ trang trại là ngâm để anh không mất thêm nhiều thời gian. Chứ bình thường thì trang trại là không muốn làm ngâm sẵn như này đâu mọi người nhé. Trang trại là thường là sẽ ưu tiên việc là chuyển tươi nguyên cặp, tức là cắt xuống ấy, trang trại chúng ta chỉ bị cái vết cắt lại thôi và gửi tươi nguyên như vậy về để mọi người tự tay mọi người làm chế biến cơ. Trang trại cũng muốn mọi người là yên tâm nhất khi chúng ta sử dụng. Thì ở video này Tài hôm nay muốn nói không phải trọng tâm về nhung hiêu mà chính là cái sản phẩm cao hiêu này mọi người ạ. Cái sản phẩm cao hiêu này là một cái sản phẩm mà trang trại nấu ra từ xương hiêu và từ sừng hiêu già. Đấy, xương hiêu là xương hiêu của trang trại, những cái con hiêu mà không cho nhung đảm bảo nữa, tức là nó chỉ cho đến năm 11, 12 ấy, là cái chất lượng cho nhung nó yếu đi rồi. Thì trang trại Tín Tài là sẽ phải thịt đi và thay thế bằng chuồng ấy, tức là thay vào những cái con hiêu khỏe mạnh hơn hoặc là những cái con hiêu mà nó đẻ không được. Đấy, nó có vấn đề về cái sinh sản nó không đẻ không được thì trang trại cũng sẽ thịt. Đấy, quá trình thịt thì sẽ thu gom xương lại và kết hợp với cái sừng già. Cái sừng già ấy thì trang trại nhập từ bên Nga về, chính là cái những cái sừng mà ở bên tức là ở rừng ngoài tự nhiên ấy, là ở bên nước ngoài người ta sặn lại mọi người nhé, chứ không phải là sừng mà thu hoạch cách cắt như mình đâu. Tức là sừng ngoài tự nhiên, con hiêu nó đến thời kỳ trong một năm đấy, đến tháng nào đấy là nó sẽ tự rụng xuống, thì cái sừng đấy sẽ nấu cùng với cái cao này luôn, tức là một nửa là sừng hiêu, một nửa là xương hiêu. Và cái cao hiêu này thì nó rất là mạnh cho xương khớp mọi người nhé, rất là mạnh cho xương khớp. Thì cái video này Tài muốn nói về cái vấn đề cách sử dụng. Tức là nhiều các anh chị cô chú bác mà gọi đến trang trại hỏi cái cao này ăn được không, có ăn được không và sử dụng như thế nào, thì Tài sẽ làm cái video này để nói về cái cách sử dụng chi tiết nhất để cho mọi người có thể là hiểu rõ hơn. Thì bản chất cái cao hiêu này thì nó sẽ có một cái mùi đặc trưng mọi người ạ. Nó không khó ăn đâu, thực ra nó không khó ăn, nhưng mà đối với một số anh chị cô chú bác mà chưa quen ấy thì lại gọi, cũng có thể gọi là hơi khó ăn một chút. Đấy, thì đầu tiên ấy, nếu như mà Tài ấy, sử dụng thì Tài thường sắt lát ra thành 20 miếng và Tài ăn trực tiếp, tại vì Tài đã quen rồi, ăn rất là đơn giản. Tài cắp ra mà Tài cũng thường xuyên, Tài cũng bật mí cho mọi người là Tài cũng hay sử dụng cao nhé. Đấy, nhung thì Tài sử dụng ít, tại vì mọi người nhìn này. Đấy, mọi người nhìn tức là Tài đã hơi mập, tuy nhiên là không phải là mập là không sử dụng nhung hiêu đâu. Thì thoảng là Tài vẫn dùng một ly rượu, nhưng mà dùng giống kiểu là một tuần là một ly vậy thôi để cho cái sức khỏe của mình tốt. Tại vì Tài dạo này mập là do Tài cho dịch ấy, là hơi lười thể dục. Thế còn nếu mà thể dục được mà vẫn sử dụng được nhung hiêu này
thì sức khỏe của ta rất là tốt. Đấy. Phần cao hiêu này thì nó mạnh về xương khớp nên Tài khi thể dục thể thao thì Tài cũng hay sử dụng này mọi người. Tài cứ sắt lát thành 20 miếng và mỗi khi nào dùng thì Tài lấy Tài ăn trực tiếp luôn. Ăn trực tiếp luôn, không phải qua hấp hay là qua ngâm gì hết. Và cái phương pháp ăn trực tiếp là phương pháp dành cho những người mà ăn quen rồi. Đấy. Và một phương pháp thứ hai là các anh chú bác mà thường hay sử dụng nhất đấy chính là ngâm rượu. Ngâm rượu cũng dùng rất là tốt mọi người nhé. Thì mỗi một lạng cao như thế này thì mọi người có thể ngâm khoảng là 1 lít đến 1 lít rưỡi. Nếu mà ngâm lãng tầm khoảng 2 lít cũng được. Để mọi người ngâm sau khoảng 10 ngày là bắt đầu sử dụng được. Mỗi lần chúng ta dùng một cái ly nhỏ như ly mắt trâu ấy, đấy, dùng rất là tốt. Dùng vào buổi tối hay buổi sáng được, nhưng mà một ngày chúng ta sử dụng là 1-2 ly thôi. 1-2 ly. Và cái biện pháp thứ ba đó chính là chúng ta xắt lát ra cho vào trong nồi cơm ấy, lúc nó sôi gần được đấy, chúng ta cho ít mật ong nữa, chúng ta hấp hấp tầm khoảng 10 đến 15 phút chúng ta lấy ra chúng ta ăn, nó vừa nóng vừa dễ ăn. Đấy, phương pháp này có thể dùng cho trẻ em mọi người nhé, trẻ em có thể dùng phương pháp này hấp cơm mọi người, đây là phương pháp hấp cơm với mật ong. Và một cái phương pháp nữa là mọi người cũng cái mỗi lần cắt lát tầm khoảng 5-6 gram rồi đấy, mọi người hòa vào cốc nước sôi. Đấy, nước sôi chúng ta để nguội bớt thì tầm khoảng 90 độ, chúng ta hòa cho nó tan vào cái cốc nước đấy và chúng ta uống cái nước đấy. Đấy, rất là tốt, rất là tốt. Thì Tài cũng cập nhật ngắn thôi về cái cách sử dụng cao hiêu. Cái cao hiêu này đang chạy vận chuyển toàn quốc mọi nhé, riêng về nhung hiêu tươi thì Tài cũng nói trong video là nhung hiêu tươi ấy, là khi vận chuyển xa thì trang trại là phải yêu cầu cọc trước 30%, nhưng mà riêng về cao hiêu thì trang trại gửi miễn phí vận chuyển tận nơi là từ 2 lạng trở lên và nhận rồi mới thanh toán mọi người nhé. Cao hiêu là trang trại gửi mọi người nhận rồi mới thanh toán. Thì các anh chị cô chú bác nào muốn sử dụng cao hiêu thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này, trang trại tín ta là sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Và hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0966592159 hoặc là 0903291899. Cả hai số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo. Mọi người có thể add Zalo lại để trang trại được tư vấn chi tiết hơn, kỹ hơn mọi người nhé. Để ủng hộ trang trại, mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến những sản phẩm sức khỏe này hơn. Và đừng quên hãy ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại tín tài cập nhật. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Xin chào.